Huy mới đi về nè, tính là bye bye ở ngoài đường cái người kể câu chuyện người bạn hồi nãy á, mà thấy cái người chị đó Huy không có bao giờ comment, không có reply lại, nhưng mà chị comment nói là cái ánh mắt này, cái miệng này cái ánh mắt láo liêng, cái miệng này, cái ánh mắt này láo liêng, nói cái miệng này, ý là chị nói em nói láo, chị nói em nói láo. Nói chung là những cái người mà có bệnh tật, ví dụ những cái người như thế này luôn ấy, những cái người lé người ta cũng không muốn người ta lé, cái miệng láo liêng cũng không muốn láo liêng, nhưng mà ý chị nói em là cái ánh mắt láo liêng, như cái người gì á, cái người lương lẹo tạo content để câu view bệnh tật, chứ em đâu có ấp ai ấp úng, đâu có nói được là bệnh gì mà mình nên đâu có nói được là bệnh gì ấp ai ấp úng, chỉ để biết tạo content thôi. Mà cái chị đó từ bữa giờ chị có comment thôi là gì á, chị cứ comment chị nói gì hoài, chị sợ lắm, sợ chị quá chị ơi. Nói chung những cái người á, người ta có bệnh nó giống như những cái người như thế này nè, hơi ngồi ngoài đường thôi, nhưng hơi từ khi mà hơi không còn là người bình thường á, hơi đi ra ngoài đường á, hơi ngồi ngoài đường hơi buồn lắm. Những cái người mà không có thấy đường á, có cái ngày đi chữa bệnh á, chị có thấy không, cái ngày mà em bị con mắt nó màu vàng á, chị kêu em là phải đưa cái hồ sơ bệnh án ra đi đó, mà em đâu có đưa, tự nhiên em đưa. Chị có biết vô bệnh viện không, là không được quay phim chụp hình không, mà nói chung là em có quay phim chụp hình là cái ngày đầu tiên. Chị muốn thì chị liên hệ em, còn không bữa nào em chừng nào mà em dạng như em ngáp ngáp em gần ai đi á, em up lên cái tập đó cho chị ám ảnh trước khi mà em đi á nha, cho chị ám ảnh. Cuộc đời chị, cái miệng chị ác độc quá, chị nói gớm quá, ai đâu mà đem bệnh tật lên vậy. Chị có thấy không, chị có theo dõi cái YouTube của em không, chị có thấy là em điện thoại không có, em đem bán là có thiệt hết, rồi nhiều người cũng không tin, gặp nói là mày là giàu nhất rồi. Bây giờ còn đợi con thử trong này có mấy cái tờ giấy màu sáng trong này không, có hay sao á, mình để trong đây nè. Mày chị ơi, đâu đưa đưa bệnh án lên cho chị coi làm gì trên đây, tội nghiệp quá vậy chị comment ghê quá. Nói chơi em mới đi ra siêu thị gì à, mua trà hoa hồng, để bỏ ngang cái chuyện đó qua bên nữa, review tiếp nha. Cái chị đó chị ác quá, khi mua trà trà nâu nè, trà nâu hoa hồng Double Dark Brown Rice Tea with Straw Petals. Huy thích mùi hoa hồng lắm, mà cái này có trà trà gạo nâu, gạo nâu không, không biết phải gạo lứt không ta, gạo nâu nó khác gạo lứt. Mới đi với bạn Huy đó, nói chung là bạn bè hồi hồi trước là Huy ít dành thời gian lắm, xa xôi đi đứng nó không phải là tốn tiền không, dòng đi dòng về nó không phải là tốn cái tiền không, mà tốn cái thời gian, tốn cái sức, cái thời gian là vàng là bạc mà cả nha. Nhưng mà bây giờ là thời gian là vàng là bạc, là đúng đúng theo cái nghĩa là dành cho những cái người mà như em này chị, những cái người như em này đó, ánh mắt láo liêng, cái miệng ấp eo cũng không biết nói là bệnh gì, tại vì đâu có bệnh cố tạo content cho nó ấp eo ống á chị, ấp eo ống quá trời, không biết nói bệnh gì hả chị, có ai bệnh như trời 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 là trời, ấp eo ống quá trời 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 là trời, tạo content gì mà gớm dữ gì trời, ai đâu mà tạo content gì cho người ta xa lánh gì trời. Chị ơi là trời ơi là chị ơi, chị nói sao nha, bây giờ nó có những cái thủ đoạn của những cái người mà lấy cái nỗi đau đổi trắng thay đen, gọi là đổi trắng thay đen, rồi nói những cái người khác á, sống trên những cái nỗi đau của người khác bằng bằng những cái lời nói, giết những cái người khác bằng cái lời nói á. Có những cái người làm những cái việc đó là để là có những cái thu nhập á mọi người, có nha, bữa nay có hết á, mà hồi làm biếng nói ra mấy chuyện đó thôi, review thêm cái này nè, tỏi tỏi khô để hơi làm bánh tráng trộn hơi ăn với lại trứng nè. Cũng cái chị đó chị có men đó, chị nói ăn tinh bột với lại gì đó mỡ, em đâu có ăn mỡ đâu, em không có uống nước ngọt đâu, cũng bình đó, cũng bệnh mỡ trong máu chứ không phải là cái bệnh ấp e ốm, chứ chị nói là em cái miệng lương lẹo không nói được á chị.
chị, ánh mắt láo liên, cái miệng ấp em muốn biết nói chị, sợ chị quá. Để cho chị mua dao cà rau, mua hai cái dao cà rau mới. Tính là để chung cái clip này vô cái clip mà Huy đi thăm bạn á, mà bạn không kể cho bạn Huy á, bạn Huy cứ cố gắng muốn hỏi dù đang say, để riêng ra không, để chung vô, nhưng mà thấy cái chị đó chị comment cái thành, tính là chị đi mua đồ rồi là thành cái clip đi về nè, mà ai ngờ cái chị đó chị comment là thành có một cái clip nữa mình, rồi chị rồi mấy cái người mà tưởng mình là có một cái clip nhờ những cái comment đó, là nhờ họ là tương tác với mình, có những cái người người ta nghĩ vậy á, à đâu nhờ người ta, nhờ chi mà ác ôn vậy, không có nhờ. Mình cũng không có phải là đánh đổi cái hình ảnh của mình xấu xa như vậy để cho những cái người đó được thỏa mãn, nhưng mà là những Huy muốn những cái người đó là thành nhân vật chính, những cái người mà sống núp núp lén lén lấy hình ảnh lấy tên người khác, hoặc là không có mặt không có mày, hoặc là làm những cái việc đổi trắng thay đen, là thành nhân vật chính của cái xã hội hiện nay, những cái comment kích động đã kích trên mạng về cuộc sống của người khác, quá trời ác ôn. Ánh mắt này láo liên, đâu có bệnh, trời ơi, sao mà không có bệnh được. Chị muốn không, em cho chị coi nè, em không cần hồ sơ bệnh án đâu, chị nhìn vào con mắt của em nè chị, riêng chị thôi, đừng có để những cái người khán giả khác nhìn thấy. Chị có thấy không, chị có thấy cái đốm màu 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 xám nó ăn vô không? Nhưng mà ở đây chị không có thấy được đâu, nhiều khi nó nhỏ quá, cái màn hình chị bần bự lên, chị in bự lên như cái miệng của chị, cái miệng ác ôn của chị á, cái lời nói của chị nó ác ôn, nhiều khi miệng chị cũng đẹp lắm á, tại vì chị đâu có hiện cái hình lên đâu, nhưng mà cái lời nói của chị là nó bự bằng cái miệng ác ôn của chị. Chứ nhiều khi là chị cũng đẹp. Đây Huy mua một cái phần whitening cherry Hokkaido, sữa tắm, hết sữa tắm, mua hai ba cái mặt nạ để đắp ảnh hưởng của thuốc uống. Mua cái tẩy tế bào chết nghệ, tại vì nghệ nó rất là tốt, nhưng mà khi mà có cái tế bào chết nó ra được cái nghệ, nghệ nó khó ra lắm, cho nên là khi người ta đã sản xuất, người ta phân hóa những cái màu phẩm chất thì nó tốt, nó ra được liền đó, cho nên phải mua. Cái mình dùng mấy cái nghệ tươi là nó dính luôn, người nó màu vàng hết trơn. Phải mua cái hiệu lotion này có mùi hoa hồng, hơi thích mùi rose water with vitamin B. Mấy bữa nó có cái mùi lá nữa, cái mùi lá, một cái chất lá ở bên đây người ta cho phép sử dụng đó, để làm cosmetic. Hồi xưa là trong thuốc người ta cho một cái lượng nào đó, sau này là cho trong cosmetic da và những cái sản phẩm ấy, và ngay cả cho những cái này nè, ở bên này. Còn cái này là nước mắm hết rồi, Huy mua thêm. Huy thích uống là nhà đam với lại lá dứa. Huy mua chuối. Huy mua bánh tráng Việt Nam, hồi bữa Huy có cái bạn mà để đâu em mua cho bạn mình để đâu của khách sạn luôn. Đây Huy mua cái gì đây, cái nước mà là oatmeal như là just, cũng là mấy cái nước gạo gạo nâu đồ, xong rồi quýt chêm lúa mạch yến mạch, xong rồi có gạo nâu nữa. Rồi mua thêm một trái xoài để ăn với bánh tráng trộn á. Tại ta hôm qua có mua hai cái phần bò, bò khô cả nhà hai. Hôm qua mua là 1.900 mấy, 2.000 là 1.400.000. Hôm nay mua là cũng 1.000 mấy, là thành 3.000. 3.000 thêm chai nước cam kia nữa, 3.000 mấy, 3.000 mốt. Mà 100 đô á, là nhận được lương YouTube là 3 tháng, là nói chung là nhiêu đây là hai lần như
nhiêu đây nhỏ nhỏ, cái này mua thêm chút cho bây giờ đi xuống 71 mua lần nữa là thành 100 đô, mà 3 tháng là 100 đô là mua được những cái đồ như thế này không phải là hơi không thích nha, hơi rất là thích. Tại vì biết sao mọi người, những cái điều như thế này nó rất là khó để có một cái đồng lương. Những cái điều mà quay nhỏ nhỏ như Huy nè, ít view nhưng mà dồn lại được như thế này là đối với nó rất là to tát. 2 triệu chỉ mua được nhiêu đây thôi, nhưng mà nó là cái sự quý mến theo dõi của mọi người, không bỏ qua quảng cáo, cũng như là tai nạn nghề nghiệp, giống như là cái chị đó chỉ comment như này đó. Nhưng mà Huy rất là nhức đầu và Huy có thể giật, có những cái nỗi đau mình không có thể nào nói được, nhưng mà mình có thể có được nhờ cái chị đó coi, là mình cũng có được những cái đồ. Thí dụ chị đó cũng cho mình được những cái đồ, chị dù chị đã nói, nhưng mình nhức đầu, mình không ngủ, mình ảnh hưởng sức khỏe, mình mua thuốc uống, nhưng đó là gọi là tai nạn nghề nghiệp. Cái chị đó cũng không mang lại cho mình tại gì đâu hết, tại vì chị đó là người ăn khó nói không, người trắng trợn nói láo, nó mình là mắt cái ánh mắt này, cái môi này dục là không có bệnh, tạo content quá trời ác ôn cái miệng. Cho nên là cái này là tai nạn nghề nghiệp, nhưng mình vẫn phải chấp nhận, mình vẫn phải tự tin với cuộc đời, và mình vẫn phải tươi cười với những cái nội dung của những cái chị đó comment. Là cái chị đó là cái comment là chị đó tạo content để dìm người khác. Cái chị đó đó ghê quá, không có đọc tên chị đó luôn á, tại vì chị đó lấy tên người khác. Nói chung ghê quá, sợ quá chị ơi. Tai nạn nghề nghiệp này khủng khiếp quá. Tắt đèn đi ngủ. Tắt đèn đi ngủ ơi.